Xin chào tất cả bà con nhá. Tình hình dạo này mình ế quá bà con ạ. Đây, iPhone 11 này, full chức năng này, quốc tế này, 128GB này, pin không xác định, màn hình không xác định. Ui giời ơi, 6.200.000 đồng iPhone 11 thường 128GB, cam kết với các bạn là main zin, màn zin 128GB nhá. Pin thay màu đỏ 6.200.000 đồng, full chức năng bà con nhớ, máy quốc tế. iPhone 11 Pro Max quốc tế 256GB, cam kết với các bạn là zin nguyên bản nguyên áp này. Mỗi cái nó ám một tí bàn phím anh em ơi, ám này, ám một tí này. Nếu mà anh em dùng bình thường không bao giờ biết được, trừ khi anh em để ý kỹ lắm thì mới thấy được nó ám bàn phím anh em ơi. Riêng anh em nhìn thẳng này thì không ai mà biết được nhá. Bình thường con máy này mà anh em mua bình thường một con máy zin áp đẹp keng bây giờ ít nhất 12 triệu. Mà con này anh em mua chỗ mình chỉ có 9 triệu. iPhone 11 Pro Max quốc tế 256GB, ám tí bàn phím nhá, màu xanh rêu, 9.500.000 đồng. Quá rẻ luôn anh em ạ, giá cực kỳ rẻ luôn. Anh em cứ đi hỏi thử con 11 Pro Max này mà một con bình thường là xem bao tiền biết ngay, 12 triệu nhá thì mới được con đẹp zin nhá. Mà con này zin đẹp mà nó rẻ hơn 3 triệu đồng thì dại gì mà không mua hả bà con, đúng không? 256GB ám tí bàn phím. Ok, 11 Pro Max quốc tế anh em nhá. iPhone 11 đâu, iPhone XS Max quốc tế. Ui giời, sao lại con này lại 512GB nhỉ? Sao khiếp thế nhỉ? Thật không nhỉ? Ui sao móc đôi. Ui giời ơi, XS Max 512GB. Sao lại con này đẹp thế nhỉ? 512GB. Zin từ A đến Z. 7.500.000 nhá, 512GB XS Max nhá. 7.500.000 anh em nhá. 512GB. Anh em phải hiểu là những con 512GB thì cực kỳ hiếm luôn mà chỉ có 7.500.000 thôi. Ngang 64GB. Anh chị em cứ ra một cửa hàng bất kỳ mà hỏi thử con iPhone X Max 64GB hiện tại bao nhiêu. Hiện tại mình nói thật các bạn này cũng phải tầm 7 triệu, hơn 7 triệu anh em mới mua máy ngon được nhá. Phiên bản này, phiên bản châu Âu, phiên bản XA 512GB 7.500.000 anh em nhá. Còn gì đây? 256GB, pin 89, full chức năng. Máy màu gold, 7.300.000 đồng, iPhone X Max quốc tế anh em ơi. Quá là rẻ luôn, 256GB. Anh em nhớ 256GB anh em ạ. 256GB này, bản Mỹ này, quá là chất luôn. Pin 89, pin zin, main zin, màn zin. Ok, 7.300.000 đồng. Đây con này bị cảm ứng này, bị cảm ứng này. Mình để riêng ra nhé, mình không bán nhé. iPhone 11 Pro Max, con này mình có đăng ở trên Zalo của mình này. Con này mình có đăng là đây mực tí góc này. Con này mình có đăng là 7.400.000 nhưng mình bán rồi, các bạn chốt rồi. Ok nhá. Kéo sau đi. Đây, iPhone 11 Pro Max quốc tế mực bé một tí tí bên sau. Con này cũng thế này, mình bán 7.400.000 này anh em này. 7.400.000 đồng, iPhone 11 Pro Max quốc tế màu xanh. Mực bé nhá. 7.400.000. Con này có gì đây? XS Max. Màn zin đây. Con này màu trắng 256GB này. Màu trắng 256GB anh em này. Toàn 256GB thôi. 256GB giá rẻ như 64GB. XS Max quốc tế màu trắng 7.300.000 đồng. 256GB pin mới nhá, pin mới pin 100% nhá. 7.400.000 đồng. iPhone 12 Pro Max màu đen spa lưng 14.500.000 đồng. iPhone 12 Pro Max quốc tế nhá, spa lưng zin, nguyên zin nguyên bản, spa mỗi lưng thôi, 14.500.000 đồng. Nếu mà anh em bây giờ mua 12 Pro Max, bây giờ mình nói trước rồi, giá cực kỳ căng, cực kỳ cao. Anh em mà mua bây giờ một máy zin đẹp keng mình tầm 16 triệu nhá, pin 9X thì anh em mới mua được. Chứ không thì các bạn đừng mơ mà mua máy zin đẹp keng mà dưới 15 triệu nhá. Đây, 11 Pro Max quốc tế, máy màu trắng, xem con này pin bao nhiêu. Con này thay màn GX nhá, pin 85. Màn này thì đẹp tương đương gần như là màn zin anh em nhá, vì màn này rất là sáng, không tối, rất là nét, cảm ứng này rất là mượt luôn anh em nhá. Máy quốc tế, máy màu trắng, 7.500.000 đồng, giá phá đảo thị trường luôn cho bà con. 7.500.000 đồng, bà con có thể sử dụng được con iPhone 11 Pro Max quốc tế, màn linh kiện loại đẹp, đẹp nhất trong loại đẹp luôn. Đây, máy Mỹ, màu xanh và màu trắng, còn hai cây, 7.500.000 đồng. 6S quốc tế hàng siêu chất anh em nhé, đây là còn hàng siêu chất, chưa thay vỏ, chưa lên vỏ mà có những thể loại máy đẹp như này chỉ có máy nhập nhá, chỉ có những loại máy nhập thì mới có máy đẹp như này. 1.800.000 nhá, hơi mặn một tí nhưng mà nó hàng chất. Đây, 11 Pro Max quốc tế, men zin, màn zin thì nó là hàng chất rồi, không làm gì. Hàng màn chất thì bọn này là 9.900.000 rồi, thì mình không quảng cáo nhiều làm gì. Mình có quảng cáo mấy video trước rồi, 9.900.000.
còn gì đây, ai đây iPhone X này, con này iPhone X này màn, đây con này còn màn lô này 2.8 này, mình nhìn bán rồi. SE 2020 còn một con đen một con trắng nữa, 3.5 triệu nhá, giá không hề đổi nhá, 6.3 triệu này. Đây 6S này, 10 Pro Max hàng zin này, pin 100 này, 10 triệu này. Đây con này hàng zin này, 11 Pro quốc tế main zin, màn zin, pin 100, pin mới anh em nhá, 8.15 triệu nhá. Con này main zin màn zin thay pin mới, 8.15 triệu. iPhone 11 Pro quốc tế nhá. SE 2020 còn một đen một trắng, ok. Con vàng này 256GB đây, con này xước tí phin sau. Này, xước tí phin sau này. Ai con này mình bán lỗ nhá, iPhone 11 thường quốc tế 256GB, màn zin main zin xước tí phim sau. Con này để cho bà con là 6.4 nhá, 6.4 này, chứ bình thường anh em mà mua một con 11 thường quốc tế mà ghi cao 128GB đổ lên thì anh em mua đã giá thì giá khét lẹt rồi, giá 8 triệu rồi, nhưng con này chỉ có 6.4 thôi anh em nhá. Xước tí phim thôi không ảnh hưởng gì đâu. XS Max quốc tế 64GB, những con 64GB con này pin thay pin mới cho này. Thay pin mới này con này mình bảo để cho bà con là 6.5 triệu này. 12 Pro Max màn lô hôm qua mình bán 11.2 triệu, không hiểu quá nhỉ. Con này đẹp này, màn ghế đẹp này mà anh em không mua mua gì nữa. 11 triệu, mua thì mua, không mua thì nghỉ. Máy đẹp keng nhá, 11 triệu 12 Pro Max này. Giá thế coi mua, thất vọng. Quá thất vọng. Đây thôi, đây còn đâu, toàn đây là XS Max thôi. Úi giời ơi, XR thằng bán hết rồi, còn con này. XR này còn một con này anh em này. XR còn một con này. XR quốc tế này, 64GB này. Máy zin, benzin, màn zin này, pin bao nhiêu này? Pin 80. 5 triệu lốt còn duy nhất. XS quốc tế zin 5.2 triệu. XS Max 256, ở đâu X Max 6.5, X Max 6.5 nhỉ. 11 thường 6.6 triệu. XS quốc tế 5 triệu. 8G 2.5 triệu. Thôi nói chung là chỉ thế thôi, nói chung quay như thế thôi. Thế là bà con đủ hiểu kèo chất thì là như thế nào rồi. Thôi hẹn các bạn video ngày mai nhá.